không chỉ xuất hiện trong những khu vườn bạt ngàn, thanh long còn được rất nhiều người trồng tại khu vườn nhà mình. Có thể nói thì đây là một loại quả trông rất dễ trồng, dễ cho quả, nhưng mặc dù việc trồng ở nhà và bầu không khí ở một số nơi khiến cho quả hơi nhỏ, nhưng cảm giác ăn thanh long tự trồng vẫn vô cùng thích thú. Thậm chí có những khi chỉ vô tình cắm một chánh thanh long ngoài bờ rào thôi cũng có thể cho quả. Ấy thế nhưng lấy được về nhà ăn hay không đôi khi còn phụ thuộc vào số phận. Điển hình như trong clip mới đây, rõ ràng ven đường có cây thanh long rất nhiều quả nhưng chẳng dám ai hái về ăn. Như bạn đã thấy rồi đó thì thanh long dù rất sai quả nhưng lại nằm trên đỉnh của một cây cột điện. Nếu trèo lên lấy thì cũng khá nguy hiểm, vì có lẽ như thế mà nó nằm nguyên trên đó và không chỉ khiến cho người làm clip cảm thấy trơ trêu mà các cư dân mạng cũng đành bỏ tay.